Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hiện tại thì mình lại đang ở cửa hàng xe máy cũ Văn Minh nha các bạn. Và địa chỉ của cửa hàng là nằm ở thị xã Azuma, tỉnh Gia Lai. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng để mình quay cho tất cả các bạn xem về xe cũ nha. Bởi vì hiện tại thì vẫn rất là nhiều các bạn đang quan tâm về xe cũ. Và ở đây có rất là nhiều các dòng xe nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy là ở đây có các dòng xe như là Exciter 150. Đó, với lại Winner. Với giá Exciter 150 chỉ từ mức giá là 23 triệu đến 25 triệu nha các bạn. Đó là các bạn có ngay chiếc Exciter 150 nha. Nhưng mà ở clip này thì mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết về chiếc xe Satria này. Đó, nên là mình sẽ quay cận cảnh và báo giá chiếc Satria cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Và còn các bạn nào mà thích dòng xe nào ở trong đây, đó thì các bạn có thể comment nha. Mình sẽ review cận cảnh từng chiếc một cho các bạn xem và nổ máy luôn cho các bạn xem nha. Và clip này thì mình chỉ quay cho các bạn xem về chiếc Satria này thôi. Đây các bạn, tiếp vào các bạn có thể thấy là đây là chiếc xe Satria. Đấy là mẫu xe nhập khẩu cho các bạn. Đó, đây là một phiên bản được sơn độ sang một màu xanh nhạt nhạt các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem một vòng về chiếc xe này trước và mình sẽ báo giá nhé. Chiếc xe này thì được dọn xuống bánh căm nha các bạn. Đó, đi một cái tem, một cái màu xanh nhạt. Đối với chiếc xe Satria này hiện tại đang có giá là 44 triệu nha các bạn. Đó, 44 triệu nha. Cho một chiếc xe Satria. Đây các bạn, rất đẹp nha các bạn. Các bạn nào mà yêu thích một mẫu xe tốc độ nhập khẩu thì các bạn có thể chọn ngay mẫu xe Satria này nha. Đó, mình sẽ quay các bạn một vòng chiếc xe này trước rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn xem nha. Đó, tem Satria, đây là một mẫu xe được nhập khẩu. Đây các bạn, về phục trước đây. Đó, nói chung là xe là vẫn còn máy móc là zin nha các bạn. Máy là zin, nên các bạn khỏi phải lo về máy độ chế nha. Cục máy là vẫn còn zin, chưa có bung máy làm cái gì nha các bạn. Đó, chỉ có độ ở phần bên dàn ngoài thôi, là về mâm xe cũng như là về màu tem nha các bạn. Đây mình sẽ quay các bạn xem luôn, đây biển số rất là đẹp đấy các bạn. Đó, 55637 nha. Satria nhập khẩu. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem về cái phần đồng hồ của xe. Đây các bạn, đây là cái phần đồng hồ của xe nha. Nói chung là đây là dòng xe cũ nhưng mà vẫn còn như vậy là cũng còn rất là ngon nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem và mình sẽ nổ máy cho các bạn xem nha. Đây, đồng hồ. Khởi động, nói chung là bình còn yếu nha các bạn, mình sẽ nổ máy các bạn. Bình để ngoài yếu nha các bạn. Cho nó máy nó nóng nóng cho nó nổ các bạn, bởi vì xe để lâu có nổ đâu. Đó các bạn thấy không? Đây mình sẽ quay các bạn xem cục máy này. Như động cơ nha. Máy các bạn có thể nghe tiếng thì thầm như chó thở này. Đó, nói chung là để gắn cái lọc gió trụ này nên là nghe tiếng ụt ụt các bạn. Thực ra máy rất là êm nha. Đây. Đó, bởi vì nghe cái điện thoại nó khác so với thực tế đấy các bạn. Nên là mình quay review cái kiểu cho các bạn xem thôi. Thực ra là ở bên ngoài nó khác, tiếng nó rất là êm nha. Đây, tiếng này cho các bạn nghe vài tiếng nha. Đó, các bạn nghe tê không? Đó, các bạn nào thích thì có thể mua luôn. Giá là 44 triệu. Dọn sẵn rồi, tốc độ thì các bạn khỏi bàn. Nói chung là về dòng Satria nhập khẩu thì cũng như là Rider thì các bạn biết rồi đấy. Tốc độ nó là 18 HP nha các bạn. Mạnh nhất là phân khúc luôn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem về cái phần bánh căm của xe này. Đó, đây mâm xe. Đi cái lốp trước là 70 nha các bạn. Nói chung là lốp vẫn còn rất đẹp nha các bạn. Đây mình sẽ quay các bạn xem gai góc luôn. Đó, lốp còn rất đẹp nha. Lốp là 70-97. Đây đi cái đĩa trước to hơn. Đó, heo dầu vẫn còn zin nha các bạn, heo dầu 2 piston. Đây phục trước. Phục trước dạng ống lồng rất là dài, bắt trực tiếp vào ghi đông xe nên là sẽ rất là đầm nha các bạn. Đây, chủ xe này chắc là tên là Tuấn nên là cả cái bảng titan Phạm Tuấn đây các bạn. Đó, mình sẽ quay các bạn từ trước ra sau cho các bạn nào mà thích thì có thể xem ở cái clip này của mình nha. Đây các bạn, mình quay cái cổ vô các bạn. Cái cổ vô xe này nói chung là cũng chưa vàng lắm nha các bạn. Thường thường là những cái chiếc xe cũ là xe cổ vô vàng khè luôn rồi, các bạn có thể thấy này. Đó, đây là cái cổ vô zin chưa sơn lại nha các bạn. Đây, két nước rất là lớn. Có bảo vệ két nước nha. Đó, đây đi cái dàn tem. Tem này màu xanh. Rồi, còn đây là phần cục máy các bạn. Đó, cục máy vẫn còn zin nha các bạn, zin như cục pin, chưa có bung máy. Nói chung là dòng xe, mấy dòng xe nhập khẩu hay là dòng xe Rider Satria thì ít khi mà chạy tầm độ vài năm mà cục máy hư nha các bạn. Bởi vì nó không có bị lỗi về phần giọng nồi hay là vì tăng cam gì nha các bạn. Đó, máy của Suzuki các bạn biết rồi, nó rất là bền. Mà huống chi đây là xe máy nhập khẩu nha các bạn. Đây có gắn hai cái ốp hai bên nhựa trong này các bạn, bởi vì là gắn bỏ cái lọc gió ra thì nó sẽ không có chỗ bắt đốc nha các bạn. Nên là bắt buộc là phải gắn cái lọc gió này. Đó, đây cần số vẫn zin hai chiều. Đây về phần gấp sau. Đó, xe đi bánh căm nha các bạn.
Thông số lốp sau cũng rất là nhỏ, lốp IRC các bạn. Lốp sau của chiếc xe này thì là 80-90 nha các bạn. Đây. Nói chung là kiểu dáng này thì các bạn nào yêu thích thì có thể chọn mẫu xe này, bởi vì là xe mới của chiếc xe Sachia hiện tại thì nếu mà chính hãng thì tầm độ 59 triệu nha các bạn. Bao giấy tờ, còn nếu mà tư nhân thì chắc phải tầm 62 63 triệu nha các bạn. Nhưng mà đây là một chiếc xe cũ thì chỉ với mức giá là 44 triệu thôi. Đây km mình cho các bạn xem km luôn này. Chiếc xe này chạy cũng ít các bạn. Đây. Xem km nha. Km chiếc xe này mới chạy được có 11.000 nha các bạn. 11.000 cây. Đó, mà mới mức giá là 44 triệu. Các bạn sẽ tiết kiệm được tầm 20 triệu mà trong khi đó thì cái máy này của chiếc xe này vẫn còn ngon nha các bạn. Nói chung là zin. Bởi vì các bạn cũng biết rồi, xe những cái dòng xe này mà chạy vào cái mức 10.000 cây đâu có hư được các bạn, bao tua máy nha các bạn. Không có tua máy bởi vì là mình quay ở quê các bạn, chứ không phải như ở thành phố như các bạn nói là các kiểu rồi banh chành hết rồi cho các bạn. Bởi vì tiền nào thì của đó, cái mức giá mà 40 mấy triệu thì các bạn yên tâm đi. Bên cửa hàng bao cho các bạn luôn, thầy thợ test thoải mái. Đây, bô. Đây là cái bô của xe. Đó. Tiếng nổ thì các bạn biết rồi. Rất là phê. Đó. Đây có gắn cái lọc gió trụ các bạn nghe tiếng ụt ụt cho nó phê. Đây, bên cục máy DOHC hộp số 6 cấp các bạn. Công suất 18,2 HP. Mình vừa test các bạn cũng có thể là vẫn nẹt bô, các bạn nghe tiếng máy rồi đấy mà vẫn còn rất là lực. Đó, nói chung là các bạn nào nhìn có vẻ là cũng thấy là còn rất là đẹp đúng không? Đó, với giá là 44 triệu thì các bạn có thể đến trực tiếp bên cửa hàng xe máy Văn Minh nha. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình có để ở phần mô tả nha các bạn. Có để ở phần mô tả của video. Các bạn có thể nhắn tin cho mình hay là gọi trực tiếp cho mình nha. Mà mình có thể là dẫn cho các bạn đi mua cả bên trong này các bạn có thể thấy này. Đó, rất là nhiều xe nhá, như là Exciter Winner V1, Exciter 135 có luôn. Rất là nhiều xe nha. Đó. Về giá bán của mẫu xe sạch trên này là 44 triệu. Đó. Các bạn có thể thấy này, nó rất đẹp nha. Đây mình quay cho các bạn sương sương một vòng với cái dòng xe bên cũ bên trong này các bạn. Đây Winner thì cũng có giá tầm độ 20 mấy triệu nha các bạn. Exciter từ 23 đến mức là 25 triệu thì các bạn có thể mua được một chiếc xe. Rồi và clip này của mình làm đến đây nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Khi các bạn xem clip của mình, các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh nha, để được theo dõi những cái clip mới nhất. Đó, mình sẽ quay xe từng chiếc cho các bạn xem nha. Các bạn nào mà thích dòng xe nào thì các bạn có thể comment bên dưới nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết như chiếc xe Sachia này nha. Mình sẽ quay cận cảnh đó và nổ máy cho các bạn xem. Các bạn thích chiếc nào thì các bạn mua chiếc đó nha. Bởi vì ở bên trong này thì còn rất là nhiều xe các bạn. Đó, đây. Các bạn thích chiếc xe nào, ví dụ các bạn bảo là em thích chiếc Winner, các bạn bảo mình quay cho các bạn xem nha. Đó, Exciter. Rồi, hay là các dòng xe như là phiên bản 150 màu xanh này, đó, hai phiên bản màu trắng này nha các bạn. Và các bạn thích chiếc nào các bạn cứ comment nha, mình sẽ đến cửa hàng để mình quay cho các bạn xem luôn và nổ máy cho tất cả các bạn xem, để các bạn có thể là thích chiếc nào các bạn mua chiếc đó nha.